Kính thưa các thầy cô chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể các thầy cô, các quý đồng nghiệp, các quý hội viên Hội Hô Hấp Việt Nam. Hôm nay thì tôi được hội đặt hàng đó là cập nhật cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COPD theo GOLD 2022. Có lẽ là một số thầy cô đã có cái bản draft của GOLD 2023. Tuy nhiên là nó vẫn còn đang là bản draft và việc ứng dụng trong thực hành ra sao thì có lẽ chúng ta sẽ bàn sau. Còn hôm nay thì tôi vẫn xin phép là trình bày về GOLD 2022. Kính thưa các thầy cô thì trong GOLD nó cũng như GINA, nó là một cái chiến lược toàn cầu hay là sáng kiến toàn cầu về xử trí bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và thường thì nó đưa ra cái hướng dẫn được cập nhật mỗi năm một lần. Và tính từ lịch sử thì thường là cứ 5 năm nó có một cái thay đổi tương đối là căn bản trong vấn đề về chẩn đoán rồi phân loại vân vân. Thế thì trong năm 2022 thì một số các cái điểm đã được đưa ra thảo luận. Ví dụ như là định nghĩa về COPD sớm, COPD nhẹ, COPD ở những người trẻ tuổi hay là tiền COPD. Rồi sử dụng là thảo luận về vấn đề có nên sử dụng điên siêu trong việc đánh giá COPD hay không. Rồi cái việc mà hạn chế được cái tình trạng suy giảm chức năng hốp của các cái thuốc điều trị bằng thuốc, các thuốc giãn phế quản. Rồi các cái liên quan giữa bạch cầu ái toan với lại nguy cơ tiến triển của COPD. Rồi các cái hiệu quả của việc thực hiện phục hồi chức năng trực tuyến. Trong thời gian qua do COVID thì chúng ta cũng đã hoạt động trực tuyến rất là nhiều. Rồi vấn đề sử dụng các lớp vi tính liều thấp trong việc sàng lọc ung thư phổi ở bệnh nhân COPD. Và tiếp nữa là các cái vấn đề liên quan đến COVID-19. Thế về mặt định nghĩa thì trong GOLD 2022 thì COPD vẫn được định nghĩa nó là một bệnh phổ biến không đồng nhất và nó đặc trưng bởi các cái triệu chứng hô hấp mãn tính, ho, khạc đờm, khó thở. Và nó là có cái giới hạn luồng khí dai dẳng, nó là hậu quả của những cái bất thường về đường thở và phế nang do phơi nhiễm với các cái hạt, các khí độc hại và ảnh hưởng bởi các cái yếu tố của chủ thể, ví dụ như là phổi kém phát triển lúc nhỏ. Trong GOLD 2023 thì cái định nghĩa này có thay đổi một chút, đó là đặc trưng bởi các cái triệu chứng hô hấp dai dẳng, các triệu chứng hô hấp mãn tính và nó liên quan đến các cái tổn thương như là viêm phế quản mạn, giãn phế nang, tức là các tổn thương ở đường thở, đường phế quản và các cái tổn thương ở phế nang, đồng thời là các cái đợt cấp kèm theo. Thì về cơ bản thì về bản chất thì nó có lẽ cũng không có cái thay đổi gì nhiều. Yếu tố nguy cơ chính đó là thuốc lá, thuốc lào và quá trình tiến triển của nó là sự xen kẽ giữa đợt cấp với lại các cái giai đoạn ổn định, nó làm cho bệnh nặng lên. Nói về mặt dịch tễ học của COPD thì hiện nay COPD là một trong những bệnh hô hấp không lây mãn tính mà có cái tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong vẫn cứ tiếp tục gia tăng bất chấp những cái cố gắng của chúng ta trong chẩn đoán và điều trị. Sau một số nghiên cứu thì hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 385 triệu người mắc COPD, đấy là dữ liệu năm 2010. Thực ra những cái số mà bệnh nhân được chẩn đoán COPD chỉ là cái tảng băng nổi, còn cái phần lớn là tảng băng chìm là những người bệnh chưa được chẩn đoán, thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải có những cái nỗ lực hơn trong cái công tác chẩn đoán. Và COPD được ước tính là đến năm 2060 thì sẽ có 5,4 triệu người tử vong trên một năm liên quan đến các cái thay đổi, các những cái tổn thương xung quanh COPD. Mặc dù là hiện nay là cái tỷ lệ tử vong chỉ khoảng 3 triệu ca một năm thôi. Những cái dấu hiệu gợi ý COPD đó là cái triệu chứng ho mãn tính, khạc đờm mãn tính, khó thở tăng dần với lại các cái đợt nhiễm trùng tái phát, xuất hiện các cái đợt cấp trên nền của những cái người mà có tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc với khói, bụi, các cái hơi khí độc vân vân, hoặc là có những cái tình trạng gọi là nhiễm khuẩn lúc còn nhỏ
tái diễn. Và đó cũng sẽ là yếu tố nguy cơ của COPD, hay là những bệnh nhân lao sơ phổi cũng sẽ là yếu tố nguy cơ của COPD. Trong cái GOLD 2023 thì người ta có đề cập đến vấn đề gọi là etiotype, tức là các cái tip kiểu cell theo nguyên nhân. Đây là những cái nguyên nhân về gen như thiếu hụt alpha 1 antitrypsin, nguyên nhân các cái kiểu hình về viêm phế quản mãn tính, hay là giãn phế nang, hay là nhiễm trùng lúc còn nhỏ. Thì về cơ bản có lẽ cũng sẽ không có các cái thay đổi lớn trong các cái hướng dẫn về vấn đề chẩn đoán và điều trị. Những cái chúng ta cũng phải lưu ý đến các cái nguyên nhân gây ho khác, ví dụ như là các bệnh lý ở trong lồng ngực như là hen, ung thư phổi, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, hay là các cái bệnh phổi mô kẽ mà chúng ta cũng chưa thực sự là có được cái chẩn đoán sớm như hiện nay. Hay là các cái yếu tố khác ở ngoài lồng ngực, ví dụ như là viêm xoang mãn tính, hay là các cái yếu tố về bất thường về dây thanh, hay là trào ngược dạ dày thực quản, vân vân, thì chúng ta đều phải để ý đến những cái ho đó để mà phân biệt liệu có phải là ho do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không. Vậy thì chẩn đoán COPD sẽ được cân nhắc khi nào ở những cái bệnh người bệnh trên 40 tuổi có tiền sử tiếp xúc lâu dài với các yếu tố nguy cơ, có các triệu chứng hô hấp mãn tính và sẽ được xác định bằng đo chức năng thông khí phổi với giá trị Gensler dưới 70% sau test hồi phục phế quản, thì chúng ta sẽ chẩn đoán là bệnh nhân COPD. Sau khi được chẩn đoán rồi, bệnh nhân COPD sẽ được đánh giá để mà xem là cái mức độ của bệnh ở cái mức độ nào để có những cái can thiệp phù hợp với cái mức độ đó. Cái đánh giá này sẽ dựa trên là mức độ nặng của các triệu chứng và tiền sử các đợt cấp trong năm vừa qua, cũng như là các cái mức độ tắc nghẽn đường thở và các cái bệnh lý đồng mắc khác. Đây là hai cái công cụ mà quý thầy cô anh chị đã quá quen thuộc, đó là cái thang điểm MMRC để đánh giá về mức độ khó thở, và tiếp theo là thang điểm KET cũng đánh giá về cái sự ảnh hưởng của bệnh đối với cuộc sống, sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và điểm càng cao thì chứng tỏ bệnh nhân càng khó thở, và chứng tỏ là bệnh ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người bệnh. Tiếp đến là sau khi mà chúng ta đã đánh giá rồi thì sẽ phân nhóm vào bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào các nhóm ABCD để mà khởi đầu điều trị. Thì theo GOLD 2022 thì vẫn phân nhóm theo 4 nhóm là ABCD. Đó là nhóm nguy cơ cao ít triệu chứng, nhóm A, nhóm B là nguy cơ cao nhiều triệu chứng, nhóm C là nguy cơ thấp nhiều triệu chứng, và nhóm C là nguy cơ cao ít triệu chứng, và nhóm D nguy cơ cao nhiều triệu chứng. Trong GOLD 2023 thì người ta sẽ hợp hai cái nhóm C và nhóm D là nhóm nguy cơ cao dựa vào cái đợt cấp, tiền sử các đợt cấp là thành nhóm E, E là exacerbation. Thì đối với hạ cái nhóm này, người ta sẽ phối hợp vào một nhóm là nhóm E, tức là nhóm có nguy cơ đợt cấp cao. Về chẩn đoán phân biệt thì chúng ta sẽ phân biệt với một số các cái bệnh lý hô hấp mà có các triệu chứng ho khạc đờm khó thở mãn tính giống như COPD, đó là hen, đó là các cái có những cái ví dụ như là suy tim, hay là các cái bệnh lý về viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, hoặc là giãn phế quản, hoặc là các cái bệnh lý mà có các cái triệu chứng tương tự. Về điều trị thì hai mục đích lớn của điều trị mà có lẽ sẽ không thay đổi theo thời gian, đó là phải giảm được cái triệu chứng cho người bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống sức khỏe, cải thiện khả năng gắng sức và giảm các cái nguy cơ. Nguy cơ ở đây là bao gồm các nguy cơ do đợt cấp, nguy cơ do thuốc gây ra, và cái lớn nhất mà chúng ta mong muốn đó là kéo dài được đời sống của người bệnh, giảm được cái nguy cơ tử vong cho người bệnh. Thế thì để mà khởi trị bằng thuốc cho người bệnh COPD thì theo GOLD 2022 sẽ theo các cái phân nhóm ABCD. Đối với nhóm A, chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ một loại thuốc giãn phế quản nào mà phù hợp với người bệnh. Đối với nhóm B thì sử dụng LABA hoặc là LAMA. Có một điểm khác trong 2023, đó là người ta muốn rằng là cái nhóm B này là nhóm nhiều triệu chứng thì khởi trị luôn với bộ đôi LABA-LAMA.
Tuy nhiên việc khởi trị bộ đôi Lamba hay không thì nó sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện của người bệnh, điều kiện của các cơ sở y tế ở chúng ta hiện nay thì chúng ta sẽ bàn đến sau. Và cơ sở của cái việc đó là người ta nói rằng là tại sao mình người ta sử dụng một lần, tức là một liều đơn mà lại hiệu quả hơn, lại thuận lợi hơn so với việc là dùng đa liều. Thế và đối với nhóm C thì khuyến cáo là dùng Lama, bởi vì là dữ liệu của các nghiên cứu trước đây thì cho thấy là Lama hiệu quả hơn trong việc cải thiện, giảm cái đợt cấp cho người bệnh so với Lama. Thế còn đối với nhóm D thì cũng có thể khởi trị bằng Lama hoặc là khởi trị bằng Lama nếu như người bệnh có nhiều triệu chứng, hoặc là khởi trị bằng Lama ICS nếu như có cái số lượng bạch cầu ái toan trên 300 tế bào trên microlit, hoặc là có từ 2 đợt cấp trở lên, hoặc là có một đợt cấp mà phải nhập viện, phải can thiệp thở máy, đặt nội khí quản thì cũng có thể lựa chọn các cái thuốc bộ đôi hoặc là ICS là Lama. Và trong cái GOLD 2023 thì người ta nói rằng là hai cái nhóm này là nhóm đợt cấp, cho nên sẽ khởi trị là bộ đôi Lama luôn. Các cái khuyến cáo về điều trị với ICS Lama thì vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, như tôi nói, đó cũng mới đang là bản draft và chúng ta sẽ đòi hỏi có thời gian hơn trong cái việc mà thảo luận thêm để có phù hợp với chúng ta hay không. Đây là các cái nhóm thuốc giãn phế quản. Thì có các cái nhóm thuốc là cường beta-2, nhóm thuốc kháng cholinergic, nhóm metinsantin và nhóm phối hợp giữa các cái thuốc cường beta-2, thuốc kháng cholinergic và ICS. Trong mỗi một nhóm thuốc đó thì đều có thuốc tác dụng ngắn và thuốc tác dụng kéo dài để mà điều trị duy trì hay là điều trị sử dụng trong cái đợt cấp. Có thể nói thuốc giãn phế quản là cái thuốc điều trị chủ đạo ở trong bệnh nhân COPD. Và một thuốc kép như là Saba phối hợp với Sama thì cho hiệu quả cải thiện triệu chứng cũng như là giá trị FEV1 tốt hơn so với thuốc từng thành phần với cái mức độ bằng chứng là A, và cũng giảm được cái nhập viện với mức độ chứng cứ là loại B. Các cái thử nghiệm lâm sàng thì cũng cho thấy là tác dụng giảm tần suất đợt cấp của Lama Tiotropium tốt hơn so với Lama ở cái mức độ bằng chứng loại A. Và điều trị Lama Tiotropium thì giúp cải thiện triệu chứng, chất lượng cuộc sống. Tiotropium thì cũng làm tăng cái hiệu quả phục hồi chức năng phổi nhờ tăng cái hiệu suất vận động với mức độ bằng chứng là loại B. Trong những cái trường hợp mà cần phải bộ đôi là phối hợp Lama thì việc cải thiện triệu chứng của Lama tốt và cải thiện cái giá trị FEV1 tốt với cái mức độ bằng chứng loại A và cải thiện tốt đợt cấp với mức độ bằng chứng là loại B. Thực tế thì Lama ưu thế hơn so với Lama và Lama, và lại tiếp tục được khuyến cáo để sử dụng trong đối với những bệnh nhân nhiều triệu chứng. Chẳng hạn như GOLD 2023 là khởi trị luôn với Lama đối với nhóm B nhiều triệu chứng. Thực ra thì trong thực hành lâm sàng, cá nhân tôi thì cũng thường xuyên khởi trị với những cái bệnh nhân điều trị bộ đôi Lama vì cho thấy là cái hiệu quả cải thiện tốt về triệu chứng, về chất lượng cuộc sống cũng như là đợt cấp của người bệnh. Liên quan giữa bạch cầu ai toan với cái tiến triển của COPD thì trong GOLD 2022 nói rằng bạch cầu ái toan cao trong máu và trong đờm thì người bệnh COPD sẽ được hưởng lợi từ ICS. Và nếu mà bạch cầu ái toan dưới 100 tế bào trên microlit thì ICS không có hiệu quả. Đồng thời, cái việc mà bạch cầu ái toan thấp thì sự hiện diện của các cái proteobacteria nhiều hơn, và đặc biệt là các cái chủng Haemophilus, và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, tăng nguy cơ viêm phổi. Và cũng có bằng chứng là cho thấy là bạch cầu ái toan đờm dưới 2% thì tăng nguy cơ viêm phổi độc lập với cái việc mà sử dụng ICS. Trong khi đó, bạch cầu ái toan trên 300 tế bào trên microlit thì tiếp tục được là coi là một cái chỉ dấu cho việc hưởng lợi từ ICS. Bởi vì sao? Vì bạch cầu ái toan trong máu cao kết hợp với tăng eosinophil máu trong phổi, tăng eosinophil trong phổi, và nó là cái dấu và các cái dấu ấn viêm type 2, do đó mà đáp ứng với cái tốt với cái
sử dụng ICE trong phác đồ. Đương nhiên là GOLD không khuyến cáo sử dụng ICE đơn trị liệu trong COPD, luôn luôn sẽ là ICE phối hợp với LABA, ICE phối hợp với LABA, LAMA. Các cái yếu tố để cân nhắc khởi trị với liệu pháp ICE thì trong GOLD 2023 cũng như 2022 cũng không có thay đổi. Đó là ủng hộ việc sử dụng ICE trong phác đồ nếu có đợt kịch phát nhập viện, có từ 2 đợt kịch phát trong năm trở lên, eosinophil máu cao và có tiền sử đồng mắc là hen. Còn cân nhắc trong trường hợp mà có một đợt kịch phát nhưng mà đợt kịch phát đó ở mức độ trung bình, tức là sẽ phải sử dụng OCS hay là sử dụng kháng sinh. Và eosinophil trong máu mà trên 100 dưới 300 nhưng mà có từ 1 đến 2 đợt cấp trở lên thì cũng sẽ cân nhắc sử dụng ICS và không ủng hộ việc sử dụng ICS nếu như bạch cầu ái toan dưới 100 và có các cái biến cố về viêm phổi lặp lại và có tiền sử nhiễm mycobacteria. Khi mà điều trị rồi thì chúng ta sẽ đánh giá người bệnh theo một cái chu trình, đánh giá về mặt triệu chứng, đánh giá về đợt cấp và đồng thời song song với đó là kiểm tra các cái kỹ thuật sử dụng thuốc, điều này hết sức là quan trọng. Kiểm tra cái sự tuân thủ điều trị và kiểm tra các cái biện pháp, các cái thuốc điều trị của người bệnh để mà điều chỉnh hoặc là tăng thuốc, hoặc là giảm thuốc, hoặc là thay đổi các dụng cụ, hoặc là các cái biện pháp không thuốc khác. Trong quá trình đánh giá cái theo dõi đáp ứng điều trị thì chúng ta biết là sẽ đánh giá theo khó thở và theo đợt kịch phát. Nếu người bệnh đang ổn định với cái khởi trị thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn nếu sau khi khởi trị rồi vẫn còn khó thở thì chúng ta sẽ nâng bậc lên. Nếu là đang là bộ đơn thì chúng ta sẽ dùng bộ đôi. Nếu có các cái điều kiện có thể sử dụng được ICS thì chúng ta sẽ sử dụng bộ 3 hoặc bộ đôi có chứa ICS. Và nếu người bệnh sau khi khởi trị rồi vẫn còn đợt cấp thì chúng ta cũng sẽ nâng bậc lên bộ đôi hoặc là bộ 3 tùy theo từng tình huống. Và nếu như mà chúng ta đã nâng lên bộ 3 rồi, người bệnh vẫn không ổn thì lúc đó sẽ tùy thuộc vào nếu người bệnh có các cái triệu chứng của viêm phế quản mạn, giá trị FEV1 dưới 50% thì có thể dùng thêm roflumilast, hoặc là đối với người bệnh mà đã từng hút thuốc thì có thể dùng azithromycin kéo dài. Tuy nhiên là chúng ta cũng lưu ý azithromycin khi mà dùng kéo dài có thể gây ra cái tình trạng đề kháng kháng sinh và cũng gây ra cái tình trạng là giảm thị lực, giảm thính lực ở người bệnh. Còn roflumilast thì chúng tôi cũng, cá nhân tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi cũng đã thử dùng cho một số bệnh nhân, tuy nhiên họ cũng không tuân thủ được lâu dài, cho nên là khó đánh giá. Về đợt cấp thì trong GOLD 2023 sẽ có một cái định nghĩa mới về đợt cấp, tuy nhiên về cơ bản thì nó cũng là một cái sự thay đổi bất thường về triệu chứng hô hấp, tức là nó nặng lên và đòi hỏi phải có cái sự thay đổi của điều trị. Khi mà điều trị đợt cấp thì các thuốc giãn phế quản sẽ là các thuốc tác dụng nhanh. Bởi vì các cái thuốc tác dụng nhanh thì nó sẽ cho hiệu quả giãn phế quản nhanh và nó khi mà dùng bộ đôi phối hợp SABA-SAMA thì nó sẽ cải thiện được triệu chứng tốt hơn và giảm được cái hạn chế về mặt chức năng hô hấp, đặc biệt cụ thể là giá trị FEV1. Và khi dùng bộ đôi như vậy thì cái liều lượng của mỗi thuốc sẽ giảm hơn và như vậy thì cái tác dụng phụ của nó cũng sẽ giảm hơn. OCS thì cũng sẽ được chỉ định cho những cái đợt cấp trung bình tới nặng, thời gian là từ 5 đến 7 ngày và chúng ta vẫn sử dụng kháng sinh khi có dấu hiệu nhiễm trùng. Sắp tới đây thì cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của Việt Nam chúng ta sẽ được cập nhật. Chúng ta cũng sẽ có các cái sơ đồ cụ thể về việc lựa chọn kháng sinh. Và có thể là có những bệnh nhân suy hô hấp nặng thì phải sử dụng đến các cái thông khí xâm nhập hoặc thông khí không xâm nhập. Các cái biện pháp điều trị không thuốc là hết sức quan trọng. Đó là việc tránh tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, tập phục hồi chức năng hô hấp, các cái dinh dưỡng hợp lý, rồi thở oxy dài hạn hay là các cái thông khí không xâm nhập mà dài hạn tại nhà, điều trị các cái điều trị giảm thể tích phổi, ghép phổi, vân vân. Đấy là những cái biện chủng ngừa vaccine, là những cái biện pháp điều trị không thuốc mà mang lại hiệu quả rất là tốt để kết hợp cùng với các biện pháp điều trị thuốc. Việc cai nghiện thuốc lá
nó là một cái hết sức rất là quan trọng, vừa rẻ tiền nhưng lại mang lại hiệu quả rất tốt cho người bệnh. Mỗi một bác sĩ chúng ta khi mà tiếp xúc với người bệnh thì đều cần thiết phải hỏi cái việc mà họ có hút thuốc lá hay không, họ đã từng hút, đã dừng thuốc chưa, và nếu chưa dừng thuốc thì chúng ta cũng phải có những cái can thiệp cho người bệnh giúp họ bỏ được thuốc lá. Như vậy thì sẽ giúp cải thiện được điều trị bệnh COPD. Về cái chiến lược tư vấn cho người bệnh cai thuốc lá thì cái tư vấn nó là chính, còn các cái thuốc hỗ trợ có thể giúp để mà giảm được các cái hội chứng cai. Tuy nhiên cái tư vấn giữa bác sĩ với người bệnh mới là quan trọng nhất. Việc thở oxy dài hạn tại nhà thì Gold cũng có khuyến cáo đối với những trường hợp có suy hô hấp PaO2 dưới 55mm thủy ngân, lấy ở hai mẫu máu cách nhau khoảng một tuần ở cái trạng thái nghỉ ngơi không thở oxy, có thể có hoặc là không có tăng PaCO2 máu. Trong trường hợp PaO2 vẫn trên 55mm thủy ngân, dưới 60mm thủy ngân nhưng mà có các cái triệu chứng của tăng áp lực mạch phổi, triệu chứng tâm phế mãn tính, thì cái việc chỉ định oxy dài hạn tại nhà là cũng được khuyến cáo. Về thông khí xâm nhập, thông khí không xâm nhập dài hạn đối với bệnh COPD có tăng CO2 máu, có mệt cơ hô hấp sẽ được chỉ định đối với những cái bệnh nhân suy hấp mãn tính đó với PaCO2 trên 50mm thủy ngân. Trong cái Gold 2023 là có khuyến cáo là 53mm thủy ngân. Đặc biệt là việc thông khí nhân tạo bằng CPAP chẳng hạn, đối với những bệnh nhân mặc dù là chưa có suy hô hấp mãn, chưa có tăng PaCO2 máu nhưng có cái hội chứng ngừng thở kèm theo, thì đấy cũng là một cái điểm rất là tốt cho người bệnh mà chúng ta cũng vừa được nghe giáo sư Francis Magda trình bày về vấn đề này. Việc chủng ngừa cho người bệnh COPD hết sức là quan trọng. Và bởi vì sao? Nó sẽ giảm được cái nguy cơ xuất hiện các đợt cấp do virus, do vi khuẩn gây ra. Thì kể cả Gold 2022, 2023 đều khuyến cáo là chủng ngừa vaccine cúm hàng năm, chủng ngừa vaccine COVID, chủng ngừa vaccine phòng phế cầu và chủng ngừa các cái vaccine phòng ho gà. Mà gần đây CDC của Mỹ cũng như CDC một số nước, ngay cả Tổng hội Y học Việt Nam chúng ta cũng đã khuyến cáo cái việc mà tiêm vaccine phòng ho, thêm cái tiêm vaccine phòng ho gà cho bệnh nhân COPD. Vấn đề điều trị giảm tỷ tích phổi đối những bệnh nhân mà có cái khí phi thủng và có cái căng giãn phổi quá mức làm giảm cái hiệu quả thông khí của người bệnh, thì các cái vấn đề chẳng hạn như là đặt van một chiều qua nội soi phế quản để làm gì giảm thể tích phổi, hay là các cái biện pháp như là dùng là áp nhiệt hơi, hay là các cái biện pháp như là phẫu thuật để mà cắt một thùy phổi nơi mà có cái khí phi thủng rất là nặng. Và cái việc cắt thùy phổi hiện nay ở trên thế giới là có nhiều nơi đã thực hiện được bằng robot. Rồi cái vấn đề ghép phổi mà gần đây thì Việt Nam chúng ta cũng đã có một số ca ghép phổi thành công. Một cái điều trị giảm thể tích phổi bằng cái phương pháp mà áp nhiệt hơi mà đang được thực hiện và cũng được Gold khuyến cáo. Một điểm nữa đó là chúng ta phải quan tâm đến các cái bệnh lý đồng mắc. Thì bệnh lý đồng mắc với cái tỷ lệ cao hơn ở những bệnh nhân COPD so với những người bệnh thông thường khác thì chúng ta cũng phải điều trị. Hiện nay thì các cái khuyến cáo hiện nay thì vẫn điều trị theo các cái hướng dẫn thông thường đối với các bệnh lý này. Tuy nhiên có một số các cái lưu ý, ví dụ đối với bệnh nhân về bệnh tim mạch, nếu mà chúng ta cần phải dùng thuốc thì chúng ta cũng tránh các cái thuốc ức chế mà ức chế cả beta 1 lẫn beta 2. Chúng ta nên sử dụng các cái thuốc ức chế beta chọn lọc như là beta 1, hoặc là các cái thuốc mà ức chế men chuyển thì cũng hạn chế, bởi vì nó có thể gây ho cho người bệnh. Và cá nhân người bệnh COPD thì ho lại là một cái đặc điểm mãn tính của họ rồi. Rồi các cái bệnh lý khác thì cũng điều trị theo cái hướng dẫn của các cái hướng dẫn của theo các cái chuyên ngành của các bệnh đó. Về sàng lọc ung thư phổi bằng cắt lớp vi tính liều thấp thì 2022 cũng như 2023 đã bắt đầu khuyến cáo cho việc sàng lọc ung thư phổi ở người bệnh COPD hàng năm bằng chụp cắt lớp vi tính liều thấp.
Những cái yếu tố nguy cơ của ung thư phổi ở bệnh nhân COPD đó là gì? Hút thuốc lá, tuổi cao, giãn phế nang, rồi cái suy giảm chức năng hô hấp, rồi BMI thấp. Vâng, thì những cái yếu tố đó đều là những cái yếu tố có thể gây ung thư phổi. Và vì vậy, Côn cũng khuyến cáo là chỉ định cắt lớp vi tính liều thấp cho người bệnh COPD ở cái độ tuổi trên 50, 50 đến 80 và hút thuốc lá từ 20 bao năm trở lên và đang hút hoặc đã bỏ hút trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên là cái việc chụp CT liều thấp này cũng sẽ lại phụ thuộc vào từng bệnh nhân. Ví dụ có một bệnh nhân mà chúng ta thấy là cái khả năng can thiệp về ung thư phổi không còn thì có lẽ cái việc chụp CT chỉ là gánh nặng thêm cho người bệnh và không mang lại lợi ích, do đó mà cần phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ trong cái việc mà chụp CT liều thấp đối với người bệnh. Về khuyến cáo điều trị COVID thì thứ nhất là các GOL cũng khuyến cáo là cái việc sử dụng các cái thuốc điều trị duy trì cho người bệnh hay là sử dụng có ICS trong phác đồ không thay đổi khi mà người bệnh có COVID. Việc sử dụng corticoid đường toàn thân hay là kháng sinh khi cần thì vẫn sử dụng trong đợt cấp. Chỉ tránh là gì ạ? Tránh các cái khí dung ở nơi mà có, ví dụ có thêm người, có thể khí dung ở trong phòng riêng của mình và nên có mở cửa sổ, hoặc là nếu mà có các cái biện pháp gọi như là để tránh mà phát tán cái virus ra bên ngoài. Đồng thời là nếu mà các dùng các cái thuốc, các máy khí dung thì có thể là dùng các cái buồng, các cái máy thuốc hít xịt có thể dùng các cái buồng đệm để cũng có thể tránh được cái việc phát tán virus. Việc điều trị các cái COVID ở người bệnh COPD thì tùy theo mức độ, là theo khuyến cáo về điều trị COVID và luôn luôn duy trì các cái thuốc điều trị người bệnh COPD từ trước, không được ngắt quãng, và trừ trường hợp là ARDS, đúng không? ARDS người bệnh thở máy thì lúc đấy các cái thuốc giãn phế quản sẽ theo các cái hướng dẫn khi mà bệnh nhân phải thở máy. Việc theo dõi tái khám là cần thiết thường xuyên. Ở Việt Nam chúng ta thì bắt buộc là phải tái khám một tháng một lần. Bởi vì sao? Vì cái quy chế cơ đơn của chúng ta là một tháng một lần. Do vậy mà người bệnh cũng đến với chúng ta thăm khám thường xuyên. Và mỗi một lần thăm khám thì đều phải quan tâm đến gì ạ? Đến các triệu chứng, đến cái tình trạng khó thở của người bệnh, đến các cái thuốc điều trị, cũng như là các cái kỹ thuật sử dụng thuốc của người bệnh và các cái yếu tố nguy cơ. Liệu họ đã loại bỏ các yếu tố nguy cơ chưa, đã tiêm phòng vaccine chưa, hay là đã có các cái biện pháp phục hồi chức năng hô hấp ở nhà hay chưa, thì chúng ta đều phải quan tâm đến tất cả những vấn đề đó, cũng như là khuyến cáo của GOL để mà có thể đảm bảo được cái điều trị người bệnh một cách tốt nhất. Tóm lại thì COPD là một bệnh không lây nhiễm, mang tính hệ thống không đồng nhất, và nó đặc trưng bởi các cái triệu chứng hô hấp mãn tính, ho, khạc đờm, khó thở. Các cái triệu chứng này tăng dần theo thời gian và nó là hậu quả của một cái quá trình viêm ở phổi. Việc điều trị COPD nhằm mục tiêu là giảm được triệu chứng, cải thiện khả năng gắng sức, cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người bệnh, cải thiện giảm cái đợt cấp cho người bệnh và cải thiện được cái khả năng sống còn. Thuốc giãn phế quản có thể nói là thuốc điều trị chủ đạo đối với bệnh nhân COPD. Thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài là thuốc để điều trị duy trì. Các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn sử dụng trong đợt cấp. Và việc khởi trị với các thuốc đơn trị, giãn phế quản đơn trị như LABA hoặc LAMA, hoặc phối hợp LABA-LAMA là tùy theo từng cái trường hợp của người bệnh cụ thể theo phân nhóm mà chúng ta đã được biết. ICS-LABA thì sẽ được chỉ định trong một số các cái trường hợp cụ thể, và những cái biện pháp không thuốc đóng vai trò quan trọng trong điều trị người bệnh COPD. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý thầy cô, các đồng nghiệp, các hội viên của hội.